Chào cả nhà nhé. Này trời mưa quá các bác. Tại mình đang ở trong vườn nhé. Mưa quá thì ngắm mấy cái cây tam bảo sắc các bác. Đây hàng thì mình thuần được hơn năm, là gần 2 năm rồi. Đây đang ra rễ rất là khỏe này. Chuẩn bị ra hoa nhé. Này thì em quay nó ngược sáng cho nên là nhìn không rõ mấy. Đây cái vòi hoa nó chậm chuẩn bị lên các bác. Đấy. Đang chuẩn bị nở hoa. Để em lên nét cho các bác xem. Đấy. Hoa này nó rất là nhiều kiến các bạn. Tại vì nó có cái vị ngọt. Kiến nó bầu rất là nhiều. Đây nhá. Đây thì không phải là hàng lá xếp các bạn nhé. Đây chỉ là dáng hương tam bảo sắc vùng Gia Lai nhé các bạn nhé, Gia Lai Kon Tum. Thì cái hoa nó màu vàng vàng các bạn. Tam bảo sắc cái vùng vùng, thuộc miền Nam hay gì đấy thì mình cũng không rõ mấy. Nó có hai loại. Căn bản là cái vùng Gia Lai thì nó màu vàng các bạn. Mình chỉ nắm được sơ sơ thôi. Chỉ nắm được sơ sơ vậy thôi. Còn cái chuyên môn của mình thì toàn về phi điệp là nhiều các bạn nhé. Những cái hàng chơi chơi như là đây là hoàng long tu à. Đây là long tu xuân này các bạn. Mình cũng chơi chơi tí, gọi là mỗi loại một tí thôi. Ngoài trời vẫn đang mưa các bạn ạ, mưa phùn này các bạn. Ở chỗ mình là nhà toàn là nhà sàn các bạn nhé. Nhà sàn, nhà xây thì cạnh đường thì có nhiều nhà xây các bạn, còn chỗ mình thì cũng gần cạnh đường, cách đường tầm độ gần chục mét, chỉ đến chục mét thôi. Đây đường ở ngay cái chỗ ngay ngoài đây một tí này các bạn, chỗ cái mỏm đất này. Chơi rất là nhiều loại các bạn nhé. Đa số ở trên toàn là phi điệp các bạn. Ở dưới này thì hàng chơi bời các bạn nhé. Đùi gà này đang ra hoa này. Phụ nữ này rất là nhiều loại các bạn. Cáo này. Đa số thì toàn hàng rừng các bạn. Cái kiều cái
Kiểu này thì chỗ mình thì có nhưng mà ít các bạn nhé. Đây thì mình sưu tầm thôi. Còn ông em thì nó để cho mấy nhánh về sưu tầm. Còn ở vùng mình thì có nhưng mà hiếm lắm các bạn. Quanh quanh ở khu vực gần Thái Nguyên, Võ Nhai Thái Nguyên này kia thì Cao Bằng này kia thì mới hay có. Còn vùng Lạng Sơn thì cũng có nhưng mà ít lắm. Đèn rô này các bạn này, chuẩn bị ra hoa này. Bên ngoài kia là một nhánh Vanda này các bạn này, Vanda nâu. Còn ở ngoài kia là một dãy hoàng thảo long nhãn các bạn. Kiếm la giáo này các bạn. Mình cũng sưu tầm mỗi loại một giò hai giò để chiêm ngưỡng các bạn. Cũng không nhiều đâu. Ít ít thôi. Đây là giò phi điệp mà hàng gieo hạt các bạn. Mình đi quay thì ông bạn nó kỷ niệm cho một giò này được gần 2 năm rồi các bạn, lên mầm gốc rất là khỏe, chưa thấy mặt hoa nhé các bạn nhé. Đây là kỳ năm nhất này, nó đi tầm 1 mét các bạn ạ, có hai thân tơ. Đây là có 6 mầm, 6 cái mầm gốc các bạn, còn có một mầm lỡ này. Rất là khỏe. Hải gấm các bạn. Kiếm các bạn nhé, kiếm lô hội, kiếm xích ngọc với kiếm tiền vũ này. Đặt ở đây lô hội này, đây mình vừa mới thuần được mấy tháng các bạn, đây là kiếm lô hội nha các bạn nhé. Nhìn cái thân lá nó đẹp đẹp thì mình sưu tầm về chơi thôi. Để nó xanh vườn các bạn, gọi là mỗi thứ một tí thôi. Ở trên này toàn là những phi điệp các bạn nhé, những cái hàng mà nó đã đem quay nó ngược sáng các bạn, mình không dậy. Cái hàng mình đã thuần rồi các bạn nhé, được năm hơn năm thì mới lấy ra ngoài ánh sáng. Ở ngoài bên ngoài kia rất là nhiều các bạn nhé. Ở trong này thì toàn là hàng ươm ki các bạn nhé. À, ở kia nhiều không? Chưa phát triển các bạn, cho nên là mình không lấy ra ngoài, để khi nào nó ra được cái mầm gốc to to và ra cái bản lá to thì mình sẽ lấy ra ngoài ánh sáng. Bây giờ mình mưa to quá các bạn,
không quay được. Đây thì mình chỉ làm một cái lưới tạm các bạn, chưa có điều kiện nên là làm tạm thôi. Che một cái lưới ở trên này, ăn mưa ăn nắng tự nhiên các bạn nhé, chứ không có che mưa này kia. Mình xin dừng video tại đây nhé, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.